Chào bạn Mon. Chào các bạn, mình sẽ đi uống cà phê. Mình sẽ đi khu du lịch. Khu du lịch sinh thái. Không phải con. Khu du lịch sinh thái Tiên Định. Sinh thái Tiên Định nha. Rồi giờ bạn Mon đi nha. Bạn Mon sẽ đi nha. Mon đi trước nha. Mon đi dài vô đi. Khu du lịch sinh thái Tiên Định, điểm check-in hấp dẫn tại huyện Hồng Ngự. Khu du lịch sinh thái Tiên Định tọa lạc tại xã Cù Lao Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, với diện tích hơn 5 hectare được trang trí với nhiều tiểu cảnh đẹp và độc đáo, hứa hẹn sẽ là đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị trong dịp xuân mới. Đến với khu du lịch sinh thái Tiên Định, du khách có thể ngồi trên các bàn nước được thiết kế nổi trên mặt hồ thưởng thức ẩm thực và ngắm cá coi, tạo cảm giác đặc biệt thú vị. Tham quan trải nghiệm vườn cây ăn trái với nhiều loại cây độc lạ như đào tiên, khu vườn cây dược liệu quý, vườn dâu tây, con đường hoa hướng dương, hoa mua tím, du khách sẽ được hòa mình vào không gian sinh thái, cảnh vật đặc sắc. Bên cạnh đó, bạn có thể trải nghiệm trò chơi dân gian đậm chất miền Tây như bơi xuồng, câu cá, qua cầu kiều, đào ao bắt cá, hay nghỉ lại qua đêm trong ngôi nhà vàng được thiết kế nổi nằm giữa mặt hồ, nằm trên Cù Lao Phú Thuận xanh mát, khu du lịch sinh thái Tiên Định. Tin chắc đây sẽ là địa điểm check-in lý tưởng du khách yêu thích thiên nhiên trong dịp Tết này. Địa chỉ tham quan vào đường chùa là số 17-200m, ấp Phú Hòa Bi, xã Phú Thuận A, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Bọn Ngoan đi xuống cầu không? Có cầu đó bọn Ngoan. Các bạn chim á con, chim kêu á, chim hót á. Đẹp lên. Thank you.
có cây chanh kìa, cây chanh hay cây cam. Bên kia có nhãn kìa, đi thẳng bên kia đó. Bên đó kìa, đi bên kia kìa. Bên đây đâu có trái, bên đây cây này cây gì không? Cây này phải cây nhãn đâu ha. Tiền không? Dạ. Rồi bạn Ngoan muốn ăn gì? Ngoan lặt qua đây. Với cơm. Ngoan có nhìn được món nào không? Không. Ngoan ăn lẩu không? Ăn lẩu. Cái đó là cái gì? Trứng. Mình kêu rồi. Đúng không? Nước uống mình kêu nè, mới kêu rồi phải sữa cho con nè. Con hồi con muốn uống thêm gì nữa không? Con giở tay ra cho mẹ thấy rồi. Chỉ tay kia đi. Cái là nước cam hả? Dạ. Nó món con gì ạ? Con cơm, dở với tay con. Con cá khô chiên. Này. Đó là khô chiên, con ăn khô không? Không. Coi đó món gì? Món ăn này. Đó là cái gì đó? Lấy tay mẹ coi coi. Cá lòng tông kho, con ăn cá không? Không. Ăn cái này rồi. Ăn thịt đó nha, thịt ba rọi nha. Thịt ba rọi kho nha. Không muốn ăn cái đó. Ăn cá phải không? Cuối cùng ăn cá lòng tông phải không? Uống nha, rồi bưng ly uống đi. Sao bưng được không? Bưng không nổi. Bưng không nổi, quay hút lại, uống được rồi. Ngon không? Cà sữa hả? Cà phê sữa. Ngon không? Uống thử miếng nữa coi, uống ít quá không biết mùi. Thêm miếng nữa đi, rồi xíu mình kêu đồ ăn nha. Đây nè, trái cây đây nè. Con ơi, con thấy cá à? Ừ.
Ngon đói chưa? Đói rồi. Rồi hôm nay mình quay đến đây rồi, Ngon chào tạm biệt các bạn nè. Chào tạm biệt các bạn. Sao nữa? Hẹn gặp lại lần sau.